À, mình cũng gây nghiệp quan trái quá, giờ kiếp này chịu đi. Mình nhiều khi mình thời hồi đại nhiều đời đạo mà sát sanh hệ mạng mình không hay, nó vô bên mình không hay á, mình không biết. Vậy hết đau rồi, tới đó giờ hết đau rồi. Đó, cái sợ nó biểu tượng. Ở đây thầy biết bạch hội chứ gì, Dạ. có hổng bạch hội thầy đụng thầy la Nó đỡ rồi đó. bà Tại vậy là cũng bảy hàng hà bốn năm chứ nó còn chút cái này à. Nghe không? Vậy nó hơi ê ê à. đó thì giờ bởi vậy thôi Cái này mình ra. quan chưa thầy phải nhớ con nghe con nói là thầy phải dùng cái này nè từ xuyên bách hội qua cho cái xong nửa sao còn lại thầy tổng làm thì nửa là giới cấp thì nhất gì bách hội thầy biết rồi bao nhiêu cái quyệt ở đó mà Đấy, buổi cứ chiều nó ba giấu chục gì nó đau nó ba nhiều chục khi ba anh chục ai nói gì nó cũng muốn muốn bực mình vậy đó. Cái ba đầu chục cái 5 giờ mấy 6 giờ là lên lầu luôn rồi là thôi không có hạ sơn á, mà có gì gì mà hạ sơn cái nó bực mình lắm. đó thầy nhớ thì vậy cứ vậy ba chục bách hội bây giờ bách hội thì bớt rồi thấy không Dạ, chưa đụng bữa hổm hỏi có bớt chảy máu không nó rồi. nói dùng hú hú nó rồi thầy thì biết rồi Mình thì tưởng đâu không là đâm cho chảy máu không nó á. có tại vì nó bế quá bế rồi mình nói gì nó sưng ở trống rồi huyệt nó không thông mà thầy nghe rồi không thông thì nó đau thì phải chịu thôi là như con vậy bây giờ mà tối ngày nào thấy mình thì cũng dở ẹt không mỗi ngày thầy phải tự làm nó ăn mưa ngày cho thầy về thầy làm đó rồi ba Không rất có đủ hết trơn, cái đem đi cho hết trơn. Rồi có gì cũng đem đi cho hết trơn rồi á. Giờ để đi mua, nhà mua lại cái mấy cái này. Nó đau đó, mà xuống tới đây là nó đó là hai cái tay xuống của tới thầy đây, xuống tới đây là nó đau đó. 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 Con cái có cái kia lớn không? Có giờ chưa chịu mà không đỡ đâu đỡ cô ra ha vậy giờ anh nằm đấy chưa muốn ra ha thì ta cô nằm đấy ta từ từ giờ này cô nằm mà cô nói cô ngồi đứng dậy giờ tôi nằm chút đi hôm nay trước đó thầy đem kia vô trường cho ông nằm cô nằm đấy chơi cho cô nằm đấy nè dạ, giờ cho ông nằm không để thầy lấy cái kia lấy cái đồ đi trong cho trường cho anh đó con để vậy luôn đó thầy chắc nóng dạ khỏi mất tâm nói nghe mấy ông sư cũng tội ông ở đây ông là ông việc chân rồi sao mà không dám cứ sợ thầy là báo báo rồi thí dụ đi vui không nói gì không vô ra đỡ tôi hầu hạ tôi không thôi đâu thầy chắc như vậy bởi vì người ta làm được thầy là một người tu mà ta làm được chứ thầy thì chút đó cũng bỏ được đúng không thầy đẩy còn từ đây rồi chưa nó từ từ làm cho nên cái nơi ngay nó đi không phải trời mình sống đời nó dè dặt dữ lắm nó cụ vậy mà nó còn kể đâu có sao đâu mình làm phải thì giờ người ta muốn làm cho mình để người ta bỏ một chút phước còn người nhiều ta khi kể, nhiều khi vừa qua đi trên đường đi mà nó khởi ra cái sự giận nha, bởi mình nói chứ cái giận thì hận sân hận hận thù mình đó, cô chứ phải dễ bỏ nghe cụ nghe, tự nhiên cái tôi nhớ chuyện này chuyện kia tôi giận rồi đang chạy xe mà giận, nhưng mà vẫn bình tĩnh nó buồn trời đừng giận bậy bạ đi lo lũ mày, ví dụ đó gọi là quán gà đó, giận ví dụ như hồi xưa, ví dụ như tôi nói nè. Mình tu thôi mình cái gì cái mình đáng xả bỏ thì mình xả bỏ cho nó nhẹ thôi ai không biết như vậy nhưng mà có những cái chuyện mà nó vô tới xương tới tủy rồi khó bỏ lắm nha vậy nói thì ai nói cũng dễ dữ lắm rồi nói thí dụ để trời qua trời kể cho bà cụ nghe với ông cụ nghe mà ông cụ bà cụ nói à thôi sao thầy tu thầy giận dữ vậy nói chứ thầy ơi đụng chuyện khi mình đóng cái hoàn cảnh đó đó mình mới hiểu coi mình giận cỡ cái... ví dụ điện thoại nè hồi đó nó là đi theo thầy Phước Tịnh
là quý ông thầy vô tịnh như giống như Phật như vì a la hớn tái thế rồi. Tại vì mình thay từ ban đầu mình cung kính thấy thầy gần mình cũng là cũng dạy không nha. Thì vậy thì tới giờ thì cũng vậy chứ thầy bao giờ chỉ cho mình hơn thú vậy đó. Nhưng mà thường thường á gần các vị cao tăng nghĩa thì lúc nào cũng có ma quỷ nó bên cạnh đó nha, nó kiềm kẹp hết trơn à. Thì mấy con ma mấy con quỷ nó làm cho mình khó chịu lắm, để cho mình có gần có nhiều cái sân hận nhớ rồi hận lấy hận luôn rồi lấy qua đây mấy ông mà tu nghe tu đàng hoàng á thì cái gì tu hơn tôi mà tu cho tới nơi tới chốn là coi như quan thù này cởi bỏ nghe, mà mấy ông mà cà chớn cái là miếng trả miếng đó. Bởi vì tao phải dễ dập, dễ bỏ cái hận thù đó. Rồi lấy cây này quạo giống như là lấy cái mũi nhọn mà cạo vậy đó. Ôi, nè, nó đau rồi nè. Vậy là bởi vậy thì nó còn khu vực này nè. Cho nên tôi thấy cái tôi làm sao tôi thấy thiệt cái lòng mình á, nhiều khi dụ là nói chị với bà đó giống như cái gì là nói thật vậy đó để mà làm minh chứng không, chứ đừng có nói giả dối đó, tôi không giận tôi thế này kia là cái bà nó theo thầy tôi thì không có gì người ta không nói ra được nó còn khổ hơn nữa, mà như rồi giả ngay thì tôi nói nhưng mà coi chừng mấy người nói gì chứ nó không có nguy hiểm, có người họ đóng tù rất hay mà thấy không, mà tới trình những bộ phim á họ đóng dây hiền mà tới thì họ giết người hồi nào không ha. Ừ, mà tụng kinh đi. Thầy cứ cạo đỡ lắm đó, mấy cái gì thì cạo cũng còn. Không, để đồng bào biểu bên Việt Nam mua thì mấy cái này, con cứ có đủ ở trên thì đem đi cho. Mấy cái này nó bự lắm, thấy không, nặng nề thôi dùng cái đó rất là tiện. Cái này là xuống tới xương sống rồi đó, hai người. Ngồi chị, đúng là đừng ngó này. Đó, đã lắm đó. Nhất là hai cái chân ngoài của thầy là tay chân này đó, thầy phải cào dữ lên cho nó bớt nhức. Con đó vậy, ô đau quá mà con mỗi ngày con cào 5 phút giờ hết trơn. Cào sức mà thôi. Dạ. Thì con nói sức mồ hôi vậy thôi. Bây giờ con nói thì tới đây là các ông đã con cứ sẵn thầy phải làm vậy thôi. Thôi nữa lại làm ra bao tử. Dạ, cũng đi. Tám mươi hai tám ba mà vậy là khá lắm mà.
cùng vì tùng huyết thống của chúng con tới ân tình mẹ của người Phật tử. Tư tưởng về chướng phiền não, chướng quan kiên, trái chướng phiền não, những dụng nghiệp và bất dụng nghiệp như thế này trần sao mà chúng ta có thể tự tưởng là Phật thân tâm 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 tâm. Những suy nghĩ lời nói việc làm con đúng với tâm ý người thân chư Phật để tự cứu thoát đến mình và chúng sanh và tình cảm của Phật. Cuối lại đến tam giới tôn quy mạng cùng người tu Phật, nay con phát nguyện rộng thọ tùy thân pháp hơn trên đời lớn ân nặng biết cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe được phát lòng bồ đề hết một hai thân này sanh ra khỏi cực lạc. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Pháp chi niệm rất sâu vô lượng tâm nặng như kiếp khó hạn, con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu chân Phật tử như lai hơn 60 năm thank you.
Vâng, thì thôi.